Bá Thước, một huyện miền núi nằm trên thượng nguồn sông Mã, với đồng bào dân tộc thiểu số Mường và Thái chiếm đa số, cũng giống như nhiều nơi khác thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Vùng đất này đang phải đối mặt với ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Nghe mọi người bảo làng ơi nước lũ lên thì chị cũng bất ngờ quá, thì mở cửa ra thì lúc đó thì nước đã ập đến nền nhà rồi. Ông bà người ta nói cứ tầm cỡ là 3-40 năm chỉ có một trận lụt như thế này đấy. Thế nhưng mà tôi ra đây là mới có gần 20 năm nhưng mà là 4 lần rồi thì không thể dần đường đâu. Hạn hán thì gia đình với lại làng xóm gặp nhiều khó khăn, nhất là như gia đình thì nước uống không có. Cả làng thì có một cái mó là ít nước thì bà con cũng phải tập trung đó mà lấy về mà sinh hoạt. Hàng năm tức là thôn Ben với thôn Trung Thành là phải hai thôn phải ngồi họp bàn lại để mà phân chia vật liệu rồi phải lên rừng chặt cây về để mà làm cái đập thô sơ. Và cứ năm nào cũng vậy, cũng phải làm bởi vì khi mà đến mùa mưa lũ thì nước lũ nó sẽ cuốn trôi cái đập gỗ của mình đi. Trước là nuôi ong thì chúng tôi nuôi là nuôi vào hy vọng kia là nó nắng nóng quá nó vẫn đi, và nó rét là nó cũng bỏ cả tổ nó đi. Trồng cỏ cũng không mọc được, bây giờ trời rét à, trồng lúa cũng không mọc được. Xác định nguyên nhân của tình trạng đói nghèo nơi đây là các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên cũng như sự tham gia của cộng đồng trong quá trình ra quyết định và chia sẻ công bằng lợi ích. Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương trong nỗ lực cùng người dân tạo nên một cộng đồng có đủ năng lực để cùng đưa nhu cầu và mối quan tâm của mình vào các kế hoạch quản lý lưu vực đầu nguồn thông qua phương pháp xây dựng bức tranh tương lai, lồng ghép lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Mình phải tham khảo cái ý kiến của cộng đồng dân cư, của người dân ở đấy, xem là họ mong muốn gì và họ đang cần phải hỗ trợ những cái gì. Chúng ta phải tổ chức được cái lớp tập huấn kỹ thuật cho người dân, ví dụ như cái kỹ thuật về chăn nuôi, kỹ thuật về trồng trọt. Cái thứ hai nữa là phải xây dựng các cái mô hình, người ta nhìn cái mô hình đó thì người ta thấy được cái hiệu quả thì người ta làm theo nó sẽ hiệu quả hơn. Mình chưa làm theo dự án ấy, ở đây vẫn có cây đấy, vẫn có rừng nhưng mà cây nó không thành gỗ, thì cuối cùng là làm chỉ có cây là mình đốn làm củi vớ vẩn thôi mà. Cho nên là bây giờ là mình lại hoàn lại trả lại cho rừng núi, thì ví dụ là mình được ăn màu ở dưới rồi thì trên là tất nhiên là mình phải trồng cây bản địa, cây lâu năm để nó phục hồi đất sau. Trong quá trình học cách thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng bào dân tộc Mường và Thái dần nhận thức được giá trị của kiến thức bản địa và các truyền thống của chính địa phương mình. Các cán bộ địa phương cũng đang làm quen với mô hình hoạt động mà trong đó, người dân, đặc biệt là phụ nữ, mới chính là thành phần đóng vai trò chủ yếu trong việc đưa ra quyết định cho các vấn đề của cộng đồng. Trong buổi họp thì cũng có đưa ra ý kiến với các anh là bàn bạc làm sao để cho nếu mà có hạn hán xảy ra thì cũng phải có biện pháp nào để mà phòng chống cái hạn hán đó nữa, trồng cây hoặc là ví dụ đào quanh mưa. Trong năm thì tính theo quý, một năm thì 2 lần hoặc 3 lần. Những cái lần nào vì cái mùa ông nó khó khăn, nó mưa, nắng hoặc rét thì là chúng tôi vẫn thường coi như là tập trung họp với lại để chia sẻ kinh nghiệm nuôi ông, với lại chống rét hay là chống nắng cho ông. Bà con tham gia cũng rất là đầy đủ. Bây giờ là phải trồng lại rừng và bảo vệ rừng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bây giờ cái hiện tượng biến đổi khí hậu như thế là một số các cái loại giống cây con nó không phù hợp với cái điều kiện hiện nay, thì bây giờ mình phải tìm các cái loại giống mà nó giỏi chịu hạn, ví dụ như thế. Hay là cái một số các cái loại giống bản địa mà nó có cái sức đề kháng đối với sâu bệnh, đối với hạn hán. So với tất cả mọi năm thì là chưa nuôi ong, thì bây giờ nuôi ong thì có thể là nó cảm thấy là nó vẫn dễ dàng và thu nhập nó vẫn có phần là ủng hộ thêm về gia đình. Mà chỉ có con Mường rồi thì lúa mình canh tác thì cũng khá là đảm bảo, thêm thì mình cũng phải đầu tư này, ví dụ như phân bón này với lại chăm bón thêm cho lúa nó tốt hơn nữa. Đó cũng chính là những ví dụ tiêu biểu của việc thích ứng dựa vào cộng đồng, khao khát tiếp cận và vận dụng thành công những kiến thức mới của người dân Bá Thước, là biểu trưng cho một nhịp cầu hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, một tương lai không chỉ cho Bá Thước mà còn cho tất cả người dân khu vực miền núi phía Bắc.